Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, sau buổi lễ hoàn thành phát đồ đạt hiệu quả cao cho 6 bệnh nhân ung thư và được trở về nhà sum họp với gia đình, thật sự là một kỳ tích. Những bệnh nhân ung thư bước ra khỏi cổng phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy với tâm trạng hỗn độn, vui mừng vì đã được trở về nhà, được ôm ấp những người thân yêu sau nhiều tháng điều trị. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm trái tim vẫn còn ẩn hiện nỗi âu lo, sợ hãi về căn bệnh ung thư quái ác. Nhìn lại hành trình vừa qua, các bệnh nhân vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Từ khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, cuộc sống của bệnh nhân bỗng chốc đảo lộn, nỗi sợ hãi hoang mang bao trùm lấy tâm trí. Nhìn những mái đầu rụng, những gương mặt hốc hác, những ánh mắt tuyệt vọng nơi bệnh nhân không khỏi chìm trong u uất. Nhưng rồi bệnh nhân nhận ra rằng mình không thể gục ngã, bệnh nhân cần phải chiến đấu cho bản thân, cho gia đình, cho những người thương yêu, niềm hy vọng được tiếp thêm bởi những tình yêu của gia đình, sự động viên của bạn bè và cả những lời động viên của các y sĩ tận tâm. Hành trình điều trị bệnh ung thư đầy gian nan và thử thách. Bên Tây y thì bệnh nhân trải qua những đợt quá trị, xạ trị. Bên Đông y, bệnh nhân phải giữ gìn phác đồ điều trị, chỉ ăn cháo nano, uống thảo dược nano kéo dài ròng rã nhiều tháng liền. Cơ thể của bệnh nhân rã rời, kiệt sức. Từng tế bào trong cơ thể như đang gào thét chống chọi với căn bệnh quái ác. Có những lúc bệnh nhân tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng rồi bằng nghị lực phi thường, bệnh nhân đã chiến thắng. Bệnh nhân đã chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng căn bệnh ung thư. Hôm nay bệnh nhân được hoàn thành phác đồ đạt hiệu quả cao để trở về nhà với gia đình, với mái ấm người thân. Ra khỏi cổng phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, bệnh nhân hít một hơi thật sâu, bầu trời hôm nay thật xanh và nắng cũng thật ấm áp. Bệnh nhân cảm nhận được sự sống đang trào dâng trong từng tế bào cơ thể. Bệnh nhân biết rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Căn bệnh ung thư vẫn có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, nhưng bệnh nhân không còn sợ hãi bởi vì bệnh nhân đã biết rằng mình không còn đơn độc. Bệnh nhân có gia đình, có bè bạn, có những y sĩ sát cánh bên mình. Bệnh nhân sẽ tiếp tục chiến đấu cho cuộc sống của mình, sẽ sống hết mình, sống cho những ngày tháng tươi đẹp phía trước. Và bệnh nhân muốn nhắn nhủ với tất cả những ai đang mắc bệnh ung thư, đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy chiến đấu, hãy hy vọng. Bởi vì ung thư không phải là dấu chấm hết, ung thư chỉ là một thử thách, một bài học để ta trân trọng cuộc sống hơn. Hãy luôn giữ gìn cho mình một tinh thần lạc quan, vui vẻ. Hãy sống một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn, bởi vì cuộc sống này quý giá biết bao. Một lần nữa, các bệnh nhân gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y sĩ, những người đã tận tình cứu chữa. Cảm ơn gia đình và bè bạn đã luôn sát cánh bên bệnh nhân, động viên bệnh nhân trong suốt những hành trình gian nan vừa qua. Hành trình chiến đấu với ung thư đã cho các bệnh nhân nhiều bài học quý giá, học được cách trân trọng cuộc sống, trân trọng những điều bình dị xung quanh, và hơn hết, bệnh nhân đã học được rằng có niềm tin và hy vọng con người sẽ chiến thắng mọi nghịch cảnh. Bệnh nhân cũng cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã chung sức chung lòng xây dựng phòng khám Cha Tường yêu thương và các thầy thêm khang trang sạch đẹp như ngày hôm nay, để tạo điều kiện cho các bệnh nhân khác được đến đây, được chữa trị và được trải nghiệm thêm cuộc sống một lần nữa. Mình tên Lê Minh Nhật, ở An Giang. Thưa anh, vậy thì anh có thể cho biết là cái bệnh của anh á, làm lúc đầu có triệu chứng như thế nào, rồi đi khai vô bệnh viện á, họ chẩn đoán kết quả ra sao và trị như thế nào? Cái bệnh của mình lúc đó bác sĩ khám thì khối u tỵ, rồi bắt đầu mình vô điều trị.
Điều trị khoảng cỡ đâu 2 tháng vậy đó. Rồi vô hóa chất được 4 mũi. Rồi thấy trong mình nó yếu quá, mất 18 kg. Rồi lúc đó mới nghe cái tin cha Tường ở dưới này nè. Bắt đầu mình mới đi xuống đây. Thì lúc đó bác sĩ nói trong vòng khoảng, nói người nhà mình nói trong vòng 5 tháng là mình chết rồi. Nhưng mà mình đi xuống đây mình trị hôm nay là 2 tháng mấy. Là cái khối u mình đã mất. Nhưng mà cái mình uống thuốc một phiên đó, mình uống, bác sĩ nó uống suốt đời. Nhưng mà không ngờ xuống đây mình trị ở dưới này thì bây giờ cái căn bệnh với uống thuốc mình đã hết. Bây giờ mình khỏe là bình thường. Và mình xuống đây thì các thầy điều trị cho mình tận tình. Cho nên là mình cũng gắng theo hấp đồ của thầy dưới này. Cho nên cái căn bệnh đã khỏi. Mình rất là mừng luôn. Anh có thể kể hoàn cảnh kinh tế của gia đình của anh khi mắc bệnh tới thời điểm này, tiền than thuốc ở đâu lo được vậy? Cái hoàn cảnh của gia đình của mình thì khổ lắm. Thì cho nên bây giờ thì vợ con thì nói chung nó thấy mình căn bệnh này nè, rồi nó cũng như là nó bất mãn vậy đó. Rồi mẹ con không cũng lo tới mình nữa. Vì anh chị thì bây giờ cũng hỏi thì bây giờ người ta cũng không có nuôi mình được. Thì đồng tiền lúc đó mình có mặn là mình để lại số ít. Cho nên là mình cũng gán hà tặng hà tiện để mình xây sở dưới này để mình điều trị. Ở trước khi anh bệnh đó, anh làm nghề gì? Trước bệnh đó thì làm bên cơ khí. Thu nhập sao? Bên cơ khí thì mình thu nhập tháng khoảng cỡ 10-12 triệu. Rồi đến điểm này thì nói chung là cái nguồn mà anh tích lũy á, đến điểm này như thế nào rồi? Thì bây giờ mình cũng gắng ra điều trị cho nó hết rồi, chắc tiền mình cũng cạn rồi. Cũng hơi tặng hơi tiện để đóng nhà trọ người ta đó. Rồi nói chung là đến điểm này thì cơ thể anh đã cơ bản được khỏe rồi phải không? Dạ đúng rồi, bây giờ mình khỏe anh mừng lắm rồi. Rồi cảm ơn anh. Mới ban đầu thì bữa 25 Tết em phát hiện ra bên hông em có một cục. Mà không biết cái cục đó là cục gì em không biết. Rồi cho nên con mới đi khám ở bác sĩ Mỹ ở Phụng Hiệp. Rồi bác sĩ Mỹ nói là bữa mùng 6 Tết, qua mùng 6 đi lên ung bú ở Cần Thơ. Thì em lên đó là siêu âm, chụp hình, thử máu, rồi nội soi, CT. Rồi tới bác sĩ chẩn đoán thì nói là cái bệnh của mình là không có mổ được. Thành ra vô quá chắc, cho nên là tôi sợ quá, không, con không có cho vô quá chắc. Thành ra bây giờ là đi kiếm mà trị thuốc nam. Để sao biết ở đây? Nghe nói là bởi vì con nó có quen như với chú Tí, bởi vì bệnh nhà người ta hết rồi, người ta giới thiệu, rồi con mới trực tiếp mới điện qua chú Tí, rồi chú Tí mới giới thiệu. Rồi mới tìm qua đây. Rồi mà mình sợ quá, mình vô quá chắc, mình sợ, mình không dám. Rồi nói chung cái hoàn cảnh kinh tế của nhà của chị thấy sao? Trời ơi, cô đi mần mướn. Có thể kể chi tiết không? Cô đi mần mướn suốt tháng và năm á. Bị con nó nghèo quá. Rồi con ấy thì dâu ấy thì con nhỏ, cháu nội còn nhỏ rồi đâu có nuôi được. Rồi mình với ổng đi mần mướn, hiện giờ mần mướn trên đồng nai rồi giờ ổng bệnh đó, rồi mình cũng bệnh đó, rồi vì ổng nuôi mình nó vội, giờ thất nghiệp muốn chết, tôi có tiền có bạc gì đâu. Rồi đi mê trị bệnh tiền đâu đi? Thì cũng mượn con cho đứa chịu nữa chịu vậy đó, thì đi mẹ đi. Tới đây có mướn nhà trọ đồ đầy đủ chỗ ăn có rồi chú Tí chú cho mướn nhà trọ đó, mà không dám mướn mình mắc, mướn mình rẻ.
có chỗ tới lưu đây được rồi, ở đây thì trị bệnh miễn phí. Dạ. Rồi nghe chú Tiến nói vậy đó, rồi con mới biết sao hồi bữa là bữa thứ bảy đó là người ta vô quá chắc cho mình đó, mà mình không dám. Con nói sợ mình chịu không nổi. Bởi vì nghe nói là sức khỏe không có bình thường thì thôi, mình sợ nó yếu á, rồi nó giặt. Rồi mình tìm, mình mới tìm qua bên bên đây rồi chị thuốc nam. Con ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường Đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo, sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn, sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.